Xin chào mừng quý vị và các bạn quay trở lại phần 3 của chương trình Thế giới phụ nữ. Thưa quý vị khán giả, tình yêu là món quà kỳ diệu mà tạo hóa ban tặng cho con người. Ai cũng sẽ trải qua một lần trong đời loạn nhịp bởi những cảm xúc yêu thương bất chợt. Tình yêu đến đôi khi vô tình như ngọn gió, cũng có khi vần vũ như cuồng phong. Hãy mở lòng yêu thương để đón nhận những thương yêu sẽ khiến cho cuộc sống thêm phần ý nghĩa. Đó là bức thông điệp từ cuốn sách mà hôm nay Giáng My muốn gửi tới quý vị khán giả, quyển sách Chạm Yêu. Tiểu thuyết Chạm Yêu của nữ văn sĩ Sarah Dessen, đây là một tác giả trẻ, thấu hiểu và có cách biểu đạt tinh tế cảm xúc của những người trẻ trong những cái chi tiết rất là dí dỏm, bất ngờ. Tác phẩm của Sarah Dessen đã gặt hái rất là nhiều thành công và được đón nhận nhiệt liệt. Cô cũng là tác giả của 4 quyển sách được bình chọn là tác phẩm hay nhất dành cho các bạn trẻ do Hiệp hội Thư viện Hoa Kỳ tổ chức. Một tác phẩm khác của Dessen cũng được dịch ra tiếng Việt là cuốn sách Muối của tình yêu. Hiện nay, Dessen đang dạy viết văn sáng tạo của trường đại học North Carolina, phân viện Chapel Hill. Quyển sách Chạm Yêu xoay quanh Romy, một cô gái cá tính, tự tin, luôn biết từ chối các chàng trai theo đuổi cô đúng thời điểm. Và khi cô không muốn lún quá sâu vào một mối quan hệ yêu đương mà chẳng biết khi nào nó sẽ đổ vỡ, cô sở hữu một công thức thời gian hoàn hảo và gần như chính xác tuyệt đối cho mọi trường hợp. Chưa kể hàng hà đa số kinh nghiệm cô học được trong quá trình dõi theo cuộc sống của mẹ mình, người đã kết hôn đến 4 lần và vẫn đang chuẩn bị tiến hành đám cưới lần thứ 5. Đúng lúc các kế hoạch tuyệt hảo của Romy đang trên đà thành hiện thực thì Detect xuất hiện. Chàng trai này có một cái gì đặc biệt mà lại biến việc tuân thủ nguyên tắc của Romy trở nên khó khăn và đầy rắc rối như thế? Anh hội tụ tất cả những gì mà Romy ghét, bừa bãi, không biết sắp xếp, bốc đồng, tệ hơn hết cũng là một nhạc sĩ giống như cha cô. Romy chưa bao giờ được biết về người cha của mình. Ông là tác giả của một bài hát nổi tiếng dành tặng riêng cho cô. Nhưng rồi đơn giản, chỉ là ông biến mất không bao giờ trở lại trong cuộc đời của cô nữa. Cô đang chuẩn bị tiến đến một tương lai mà cô tin là sự sắp xếp hoàn hảo cho riêng mình. Trở thành sinh viên đại học Stanford danh tiếng, chuyển đến sống ở tại California nắng ấm, thoát khỏi gánh nặng làm trụ cột cho mẹ và cho anh trai, tự do muôn năm. Thế mà bây giờ việc chia tay với Detect làm cho cô cảm thấy lấn cấn. Detect thực sự ra sao? Có thể nào Romy cuối cùng cũng tìm ra ý nghĩa của bài tình ca? Vâng, thưa quý vị khán giả, cuốn sách đã là cuốn hút My ngay từ khi mở những trang đầu tiên đến trang cuối cùng. Và nhân vật khiến cho My cảm thấy ấn tượng nhất đó chính là anh chàng nhạc sĩ Detect. Ở Detect thì có một cái sự hấp dẫn kỳ lạ khiến cho cô gái luôn tìm thấy trái tim mình được làm bằng đá phải tan chảy. Và cuối cùng nhờ với sự chân thành của anh mà Romy đã tìm được tình yêu đích thực cho đời mình. Với cái cốt truyện độc đáo kết hợp cái sự tinh tế của văn học và sự nhịp nhàng của âm nhạc, của những bản tình ca ngọt ngào cùng lối diễn đạt đơn giản nhưng sâu sắc, tiểu thuyết Chạm Yêu thực sự chạm vào tâm hồn của những người đọc, làm rung lên những cảm xúc mãnh liệt và tha thiết nhất. Và sau khi giới thiệu một quý vị quyển sách Chạm Yêu này thì chúng ta lại quay trở lại với câu lạc bộ yêu thơ. Và Giáng My cũng đã một đôi lần nghe thấy người ta nói rằng là con người ta gặp nhau nhờ duyên, yêu nhau bởi nợ và chia tay do phận. Vâng, hay con người xa lạ gặp gỡ rồi yêu nhau vốn đã được xem như duyên trời xe giúp. Tuy nhiên, duyên đến rồi duyên đi mang theo những ám ảnh buồn cho tình yêu đôi lứa. Và My vẫn còn nhớ rằng là anh Trịnh Công Sơn cũng đã từng viết một bài hát rất là hay, đó là bài Có Duyên Không Nợ. Và qua cái cảm xúc của bài Có Duyên Không Nợ đấy thì My cũng đã viết một cái bài thơ và sau đây xin được gửi tặng cho quý vị và các bạn. Ai ơi gặp gỡ làm chi, cho duyên không nợ giữa đường đứt dây. Hai người đã rất yêu nhau mà sao không thể cùng nhau suốt đời. Còn ai cho nợ làm gì, không yêu mà lại dày vò năm canh. Hai người không thể yêu nhau mà sao tơ nguyệt nỡ lòng xiềng chân. Cuộc đời sao lắm bể dâu, nợ duyên duyên nợ một đời không đâu. Cho duyên cho phận làm gì, để rồi lại nỡ rằng duyên đôi đàng. Vâng, thưa quý vị, trong cõi nhân gian, có những mối lương duyên khi bắt đầu đã chắc chắn như ván đóng thuyền, có những duyên phận thì đã định sẵn giữa đường đứt gánh, chẳng bao giờ có kết quả tốt đẹp, và tạo hóa thì đôi khi muốn trêu ngươi cùng số phận. Sự xe duyên không đúng chỗ của tạo hóa đã khiến con người ta gặp gỡ yêu nhau rồi phải chia tay. Phải chăng những sự chia ly đó chính là những nốt nhạc lỗi nhịp của bản hòa ca cuộc sống? Duyên đến, duyên đi để lại những khổ đau khắc khoải và nuối tiếc.
Và tình yêu là vậy, không đau khổ, không dằn vặt thì không hẳn đã là yêu. Yêu có nghĩa là chết trong lòng một ít. Vậy nên yêu mà phải chia tay thì càng đớn đau bi lụy. Và nếu như tình yêu không mang màu sắc bi thương thì liệu trên đời này còn có những bản tình ca? Vâng, một chút bình thơ cũng là những giây phút cuối cùng khép lại chương trình Thế giới Phụ Nữ của chúng ta ngày hôm nay. Xin chúc cho quý vị và các bạn một ngày cuối tuần thật vui vẻ và tràn đầy ý nghĩa. Xin cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại!